Mến chào đại gia đình. Mình chúc cho cả nhà một ngày mới được nhiều an vui. Chào cả nhà. Thì cái bánh này chính giữa nó có một cái nhân kem rất là ngon. Thì cái thành phần của làm bánh này bây giờ trước nhất mình sẽ làm cái men nở trước. Thì ở đây mình có cái gói men nở 8 gram. Ở đây mình có 200 ml sữa mà nó ấm ấm ở trong tủ lạnh, mình để ra ngoài cho nó bớt lạnh. Rồi có thể mình để trong cái microwave khoảng 20 giây cho nó ấm lại bớt. 60 gram đường cát. Thì bây giờ mình chế sữa vô. Mình cho đường cát vô luôn. Cho gói bột nở vô luôn. Quay đều. Để riêng 10 phút cho men nó nở. Bây giờ mình chuẩn bị cái phần bột. Thì ở đây mình có 500 g bột mì. Bột mì cái hiệu này nè cả nhà. Thì ở các chợ nó đều có bán hết á. 50 g bơ lạc. Hai cái trứng gà. Bây giờ mình để muối vô bột luôn. Mình quậy đều lên. Men nó đã nở rồi thì mình cho cái nước men vô trong cái bột này luôn. Mình để hai cái hột gà vô luôn. Ở đây mình có hai cách nhồi. Mình nhồi bằng tay khoảng 15 tới 20 phút hoặc là bây giờ mình đem vô mình nhồi máy. Mình đã cho máy đánh khoảng 5 phút. Bây giờ mình nhồi tay. Mình lấy bột ra rồi cả nhà. Bây giờ mình rửa sạch tay của mình rồi mình nhồi khoảng thêm 5 phút nữa. Mình lấy một cái tô, mình có để tí xíu bột vô nè, mình để bột vô trong cái tô mà rồi mình ủ lại. Bây giờ tới cái phần nhân kem. Ở đây mình có 6 cái trứng. Nhưng bây giờ mình chỉ tách ra lấy cái lòng đỏ thôi. Cho 100 g đường cát trắng vô, đánh cho nó tan ra. Mình có thể dùng cái máy đánh trứng, mình đánh nhẹ cũng được nữa cả nhà.
Kem như vậy được rồi cả nhà. Mình đánh bằng máy đó, cho nên khoảng 1 phút à. Mình bắt cái nồi lên, chế vô là 500 ml sữa. Để lửa riêu, chừng nào mình thấy sữa nó sôi tim á là được rồi cả nhà. Mình chế vô 1 muỗng cà phê hương vanilla. Chế sữa vô trứng luôn, nhưng mà mình phải qua một cái rây. Mình quay đều nó lên. Rồi bắt lên bếp để làm thành kem. Cái kem nó hơi sệt sệt lại rồi. Mình cứ quậy đều như vậy. Mình để lửa cũng không có lớn lắm. Bắt đầu nó sệt lại rồi. Nó có cái mùi thơm của cái hương vanilla đó. Kem được rồi cả nhà ơi, bây giờ mình để cho nó nguội lại. Cả nhà ơi, bây giờ bột nó nổi ra như thế này nè, một cái tô mà nó rất là đầy. Thì bây giờ mình sẽ nhồi sơ lại. Mình đã làm xong cái khuôn bánh rồi. Bây giờ mình đậy khăn sạch lại, mình ủ khoảng 30 phút nữa. Cái bánh này mình đã chiên xong, thì bây giờ mình dùng cái kéo mình làm một cái lỗ nhỏ để một lát mình để kem để nhân vô. Bánh mình đã làm xong,
Mời cả nhà cùng thử với mình. Ở bên trong cái bột của nó rất là xốp. Cái bánh nó có một cái độ ngọt vừa phải. Tại bây giờ ai cũng sợ ăn ngọt hết đó cả nhà. Cho nên cái nhân bánh này nó không có ngọt. Hôm nào có dịp thì cả nhà mình làm thử đi. Ở trong gia đình mà có những cái em nhỏ hay ngay cả người lớn của mình cũng rất là thích. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video. Mến chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an vui trong cuộc sống. Mến chào và hẹn gặp lại lần sau.